Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay mình lại làm clip về vị tướng Tara nha anh em. Ở trong cái kênh của mình thì chủ yếu mình sẽ làm về vị tướng Tara nha. Còn lâu lâu thì mình sẽ đổi cái chủ đề sang các tướng khác để anh em không có nhàm chán. Mình tướng tủ mình chỉ con này thôi. Ok, hôm nay mình đi vị trí SB nha anh em. Hôm nay mình sẽ đi SB cho anh Slim. Bên kia thì có Wonder Woman và đối đầu với Wonder Woman và John nha anh em. Vị tướng cũng sát thương chuẩn cũng khá khó chịu đó. Tên bạn thì có cái độ khống chế cao hơn tên mình. Có con video limit và Wonder Woman. Wonder Woman cũng có một độ khống chế nhất định, có cái chiêu hai quăng cây roi á, chiêu đó cũng hơi khó chịu nha anh em. Ok. Ráng farm đừng cho vàng cao cao lên rồi mình chơi cho nó thoải mái nha anh em. Mình chơi con này thì chủ yếu cấu rỉa thôi, mình cấu rỉa cho team địch nó bớt máu để bồ mình dễ chơi, với lại nó sẽ ít máu, nó sẽ không có hổ báo nha anh em. Ok, team bạn đi trước thì team mình dí về rồi anh em ơi. Cuối cùng Slim mang luôn cái con bùa đỏ rồi. Ok, không sao, game này mình chơi Tara mà, mình sẽ lo được nha anh em. Ok, núp nè, đâu rồi. Thêm mình 4 người lần đó anh em ơi, cố gắng ép thêm nó luôn nè. Xịt cút số anh em ơi, đập nó luôn. Không đủ đam giết nó luôn rồi, nó cơ động. Mới vô thì đam cũng không cao lắm, không ai đam ca hết. Team mình lại không có khống chế nhiều, là nó chạy thoát cú đó. Chứ nếu mà team mình có xíu khống chế là nó không chạy được cú đó đâu. Mình chơi với Wonder Woman á, mình nên để ý cái lượng máu của mình nha anh em. Cái lượng máu của mình khi mà mình dưới 50% máu thì nó sẽ móc mình ngược vào nó, còn nếu mình trên 50% máu thì nó sẽ móc nó hướng lại mình nha anh em, nó sẽ áp sát lại mình. Okay, nên mình cần chú ý để lỡ mình nó bất ngờ bị nó kéo vô trụ nha anh em. Mình hết máu thì mình nên đứng ngoài xa trụ, đừng có để nó kéo vào trụ. Thì lúc bất ngờ lắm, con đó nó kéo cảm thấy bất ngờ lắm. Ok, đó chỉ là một số lưu ý khi chơi gặp Wonder Woman thôi. Mình trận này mình sẽ lên cái miễn khống hồi máu đầu tiên nha anh em, để mình chống cái chiêu móc đó của con Wonder và chống cái chiêu anti của con Gidu nha anh em. Mít mình xuống nữa rồi anh em ơi, đứng mình đó xa quá, mình không thể mít, mình không thể lụm nó luôn được, không có đủ tầm. Ok, mình sẽ cấu rẻ nó.
Tem mình combat nãy giờ 2 lần mà vẫn chưa giết được bạn nào của tem đó luôn. Khá là lỗi luôn anh em ơi. Cố gắng hết luôn cái trụ này anh em ơi, tại vì nó hết máu hết trơn rồi. Mình cố gắng đẩy luôn cái trụ để mình lấy lợi thế cho tem mới được. Thấy không, thấy không? Mình hết máu là con Wonder nó sẽ móc mình lại ngược xuống đó, thấy không? Chiêu 2 của nó rất là khó chịu luôn nha anh em. Đó, nó móc cái chết luôn con Slim rồi. Ok, mình đã kết liễu được nó rồi. Ôi ôi, trắng tươi luôn anh em ơi. Trời ơi, cái cú đó mình nhảy không dứt điểm là mình không dứt khoát là mình không giết được nó luôn. Rồi xong, bỏ mạng luôn anh em ơi. Thôi không sao, mạng này nhá. Thua keo này ta bày keo khác nha anh em. Bản Ngọc ta ra thì mình vẫn chơi như cũ nha anh em. Ngọc đỏ 10 viên tóc tránh máu giáp, ngọc tím là 10 viên máu hồi máu tóc chạy, và ngọc xanh là 10 viên máu tối đa giảm hồi chiêu nha anh em. Nếu anh em mà chưa xem, chưa nghe không kịp thì mình có thể vào phần miêu tả để coi phần bản ngọc nha anh em. Phần trang bị mình có để ở đầu clip á. Anh em nếu mà thấy mà cách chơi giống như cách chơi mình, hợp cái kiểu chơi của mình giống như mình thì mình có thể là tham khảo hoặc là mình thử chơi thử nha anh em. Mình thấy cái bu đồ thì chơi cũng khá là ok đó anh em. Tùy trận đấu mà mình lên bu đồ khác nhau nha anh em. Nói chung tùy trận đấu và tùy cái phong cách chơi của mỗi người nữa là mình có thể lên đồ một cách khác nhau. Nên là mình cũng chỉ là gợi ý thôi, tham khảo thôi nha anh em. Wonder khá là trâu luôn anh em ơi. Khó chịu ghê, nó bật anti lên kìa. Nó có độ trâu ghê không? Ok. Ok, ở đây mình đang hết mạng rồi. Mình cũng là một SP chân chính mà, mình đâu có thích ăn mạng đâu anh em. Đấy. Chơi phải nhường AD đồ, chứ mình đâu thể nào ăn mạng hết. AD mình chửi chết. Thật sự mình chơi con tướng này mà đi SP thì mấy con AD nó cũng không phái lắm nha anh em. Tại vì mình không có khống chế để cho nó bảo vệ được AD, mình chỉ có thể là tăng ra cho nó đánh thôi, kiểu như là mình hỗ trợ hoặc là kiểu như mình lấy xả đam cho tem mình thôi, xả đam cho AD mình thôi. Nhưng mà AD tem bạn thì rất là sợ nha, kiểu như mình trâu á, mình có thể băng trụ hoặc là dí nó chạy không nổi luôn, tại vì mình đem tốc hành nữa nên mình dí nó rất là tốt luôn nè. Dí nè. Ok, mấy con nào mà hết máu thì xác định với mình không thể nào chạy thoát mình được đâu. Mình vừa có tốc hành, mình lại vừa có chiêu một có thể nhảy xuyên tường được nữa, nên là con này khả năng dí tem bạn rất là ngon luôn nha anh em. Ok, mình đã lên được một cái áo chồng ăn giá, mình sẽ lên một món đó để làm chậm đối phương nha anh em, làm tăng các cái độ khống chế của con này lên, chứ con này nó không có khống chế thật sự khó cho tem mình. Có cái áo chồng ăn giá thì mình có thể là nhảy vô là nó có thể nó làm chậm nó lại, nó không chạy kịp, khó rất là khó chạy. Ok, cố lên biết đây, giết nó luôn biết đây, cho cái trời ơi mình hết máu luôn rồi, tính cho cái mở trói để cho hồi miếng máu để nó chạy về mà chạy không kịp luôn rồi anh em ơi. Trận này thì AD mình chơi rất là cũng là tốt nha anh em, farm khá là xanh, cũng có mạng đầy đủ. Gặp AD mà chơi hơi yếu yếu xíu là mình vô đăng hết mạng luôn á, tại mình cứ càng càng lên. AD chơi với mình phải bạo dạn kìa, đừng nhát tay quá, nhát tay quá là chơi với mình là hồi mình đăng hết mạng luôn à, kiểu đứng ngoài sau lưng hoài không chịu lên á. Mình thì mình chơi khổ báo quen rồi, mình càng thoải mái, nào hết máu về về hồi chiêu quay lại tiếp. Tem mình cũng đang chiếm lợi thế không với tem nó nha anh em. Mình đẩy được 3 trụ rồi, tem nó thì hết chưa đẩy được trụ nào của tem mình hết. Với việc lợi thế mà mình đẩy được trụ của tem bạn là cái lượng vàng của tem mình nó sẽ chênh lệch khá là cao luôn anh em. Lượng quái đâu cũng ngon nữa mình. Trời ơi, sát thương chuẩn bắn quá là thốn luôn nha anh em. Nhưng mà không sao, cái lượng máu của con Tara mà càng thấp thì cái lượng đam nó gây ra cho đối thủ là càng cao luôn anh em. Nên là mình phải tận dụng điều đó để mình có thể là cấu rỉa nó bằng lúc mình hết máu mình cấu rỉa nó. Nhưng mà mình phải canh lượng đam, nhiều lúc mấy con mà nó sốc đam quá mình hết máu mình không hồi kịp đâu nha anh em. Nè, mình lục xây để mình chạy, mình đợi nó hồi chiêu rồi mình quay lại nha anh em. Không có chạy đâu bạn ơi, mình chạy để mình
nhớ bạn thôi chứ không phải mình sợ bạn đâu nha bạn. Ok, mình đã có được mạng thứ ba rồi anh em ơi. Nó thấy mình chạy nó cứ nồ tới hoài luôn anh em. Nhưng thật sự mình chạy để mình đợi hồi chiêu chứ không phải mình chạy là mình sợ nó đâu. Ok, chạy nè. Không giết được nó rồi, nó chạy vô tới trụ chính luôn rồi. Chạy vô tới tế đàn luôn. Tem bạn có con Kirot á, lát game khá là khó chịu nha. Giờ giữa game thì nó cũng không đến nỗi khó chịu lắm đâu. Con Kirot thì đầu game nó không ngon lắm. Nó cái lượng đam nó gây ra không cao lắm. Nhưng mà lát game nó vừa miễn khống chế mà nó vừa có đam nữa, nó rất là khó chịu luôn em. Nó mà bắt lẻ là bao gắt luôn. Nó chỉ sợ con Alistair với con Arum thôi. Ok, mạng thứ tư cho mình rồi anh em ơi. Mình và D chơi khá ngang nhau luôn. Hiểu ý. Kiểu như mình lao lên AD đứng sau mà xả tới luôn. Mình chỉ sợ con Wonder thôi. AD mình cũng chỉ sợ Wonder thôi. Kiểu như là mình sợ Wonder nó móc AD mình rồi mình cứu không được á. Con mình thì nó không có khống chế nhiều. Tem bạn đang nó rối loạn nội bộ anh em ơi. kiểu như anh Guido đi mid chơi không có hay nên là tem bạn chửi khá nhiều luôn. Kiểu anh em mà hay coi clip á, coi đấng im mờ đồ rồi bắt trước. Chơi Guido full phép rồi các kiểu. Nói chung thì có kỹ năng mình chơi con tướng gì cũng được nha anh em. Còn mình chơi mà hơi dở hoặc hơi phế xíu là chơi con gì cũng bị chửi anh em ơi. Nhất là đừng chơi những con bài dị thì sẽ bị chửi rất là nhiều luôn. Ok, tới luôn anh em ơi. Đẩy trụ thôi. Ok, ép tem bạn luôn anh em. Mình ép luôn con John luôn nè. Ok, giết được nó luôn rồi. Đó, tính chất hổ báo của con Tara là như vậy. Kiểu như mà ban trụ rồi các kiểu. Ok, ba đường rồi. Chắc là mình kết thúc clip tại đây rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối clip, ủng hộ mình nha. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Nếu ai chưa like thì cho mình xin một nút like, một nút subscribe, ủng hộ kênh nha anh em. Ok, cảm ơn anh em nhiều.